Let's look at value. Giá trị. Only one way how you're solving customer problem. Giá trị là cách bạn giải quyết vấn đề cho khách hàng như thế nào. Now how you're solving customer problem is a big, big question. Đây là một câu hỏi cực kỳ lớn, cực kỳ đau đầu. Sometimes you solve the problem of the customer by functional advantage of the product. Đôi khi mình sẽ giải quyết vấn đề cho khách hàng bằng cách là mang tới những cái tính năng, những cái chức năng của cái sản phẩm của mình ấy. And sometimes you solve the problem of the customer emotionally. Và đôi khi mình giải quyết vấn đề cho khách hàng bằng những cái sản phẩm mang giá trị về mặt cảm xúc. For example, if he is in the real estate business. Ví dụ anh Hà làm trong ngành bất động sản. What is the problem of the customer he is solving? Thế thì anh ấy đang giải quyết vấn đề gì cho khách hàng? Give a house for living? Có phải là mình cung cấp ngôi nhà để sống không? That's a small problem. Đấy nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Bigger problem that he's solving? Vấn đề lớn hơn nữa là gì ạ? Status. Là cái vị thế của khách hàng á. Comfort or maybe wealth. Tức là cái sự thoải mái hay là cái sự gì? Thịnh vượng, vị thế của khách hàng khi mà họ sở hữu một cái bất động sản ấy. Nếu mà tôi mua căn nhà của bất động sản của anh ấy thì có thể là tôi sẽ có cái vị thế tốt hơn, hay 10 năm nữa giá nó cao hơn, ví dụ thế. My lifestyle. Thế là cái phong cách sống của tôi. Because I move into a house that he sells me, my lifestyle. Thì bây giờ tự nhiên là tôi sống trong một căn nhà như thế thì cái phong cách sống của tôi nó cũng thay đổi hơn. Define what problem of the customer. Hãy xác định xem mình đang giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. Because then only in sales and marketing we will design the way you sell, the way you market. Sau đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái cách còn lại. Mình thiết kế hệ thống sale marketing của mình, cách mình làm như thế nào nó sẽ phụ thuộc vào cái này. So look at a better way, look at a faster xem way, là mình có cung cấp mình có giải quyết vấn đề cho khách hàng nhanh hơn không, hay là tốt hơn không, hay là mình giải quyết vấn đề cho khách hàng rẻ hơn, hay là mình có cái một cái cách hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Đấy là ba cái tư duy. We'll take Mến's example. Lấy ví dụ chị Mến. What problem of the customer you solve? Doanh nghiệp của chị Mến đang giải quyết vấn đề gì cho khách hàng nào? You're not just giving, mình không chỉ là bán quần áo như này để mặc không đâu. There's something more. Phải có cái gì đấy mình đang giúp khách hàng chứ. Confidence. Đúng rồi, mình làm cho khách hàng tự tin hơn. I wear your dress, I feel more confident. Tôi mặc cái váy của MC Fashion là tôi thấy tự tin hơn. It adds to my beauty. Thì làm cho tôi, khiến tôi cảm thấy đẹp hơn. Confidence, beauty. Đấy, sự tự tin này làm cho đẹp hơn này. This is how she's solving the đấy chính là cách mà chúng ta giải quyết vấn đề cho khách hàng. Thế thì cái hoạt động marketing của mình á, của chị ấy, hay là cái cách mà bán hàng ấy, hay là cái cách trang trí cửa hàng, cái không gian trong cửa hàng của chị ấy, must be designed to solve that problem. Sẽ phải thiết kế làm sao để giúp cho khách hàng tự tin hơn, xinh đẹp hơn, kiểu như vậy. That is why it's very important. Đấy là lý do tại sao mà tôi bảo là giá trị nó rất là quan trọng, chúng ta phải xác định từ đầu, bởi vì là toàn bộ cái hoạt động đằng sau nó sẽ phụ thuộc vào cái này. Yeah. Được không ạ? And along with this we have got another important part called value proposition. Phần quan trọng tiếp theo được gọi là đề xuất giá trị. So while we will know exactly how we are solving customer problem. Thế thì sau khi chúng ta biết là chúng ta giải quyết vấn đề cho khách hàng như thế nào rồi, we will also understand what is value. Chúng ta phải hiểu đề xuất giá trị của tôi là gì. Simple answer, simple understanding of value proposition is. Cái cách hiểu đơn giản chúng ta tư duy như này này. Why would customer buy from you? Tại sao khách hàng nên mua sản phẩm của chị? Why not from somebody else? Tại sao không mua từ những chỗ khác? She's also in the same business. Chị này chị cũng bán mỹ phẩm cho nam. Why you? Tại sao tôi nên mua của chị? If you can give me the reason. Nếu mà chị có thể trả lời cho tôi những cái lý do tôi nên mua của chị ấy. You have bought a value proposition. Thì có nghĩa là chị đã hiểu rất là rõ cái đề xuất giá trị rồi đấy. If you can't give me the reason. Còn nếu mà mình không đưa ra nổi những cái lý do tại sao khách hàng nên mua. Your value proposition is weak. Thì lúc đấy có nghĩa là cái đề xuất giá trị của mình nó đang bị yếu. So we always say you never price your value, you always price your proposition. Thì chúng ta nói là gì ạ? Đừng bao giờ định giá cái giá trị mình cung cấp cho khách hàng, mà hãy định giá cái đề xuất giá trị. Đề xuất giá trị nó trả lời cho câu hỏi là tại sao khách hàng nên mua của tôi. So I gave you an example about đây. Ví dụ vừa nãy là cái bút Montblanc này. What is the value proposition of this pen? Cái đề xuất giá trị của cái bút này là gì ạ? Tại sao tôi nên mua cái bút từ Montblanc? When you begin to define the value proposition. Khi mà mình bắt đầu tư duy như vậy, mình xác định cái đề xuất giá trị của mình. Now $1,000 looks okay. Thì bây giờ $1,000 tôi cũng có thể sẵn sàng trả tiền. Now
để mà tôi mua cái bút này, bởi vì tôi biết lý do. Nên là đừng định giá dựa trên cái giá trị không, mà định giá dựa trên cái đề xuất giá trị. Đấy là lý do tại sao mà có hai cái váy giống nhau, một cái váy có thể 100.000 nhưng một cái váy có thể 1.000 đô. Mình càng đặt nhiều cái yếu tố cảm xúc vào trong cái đề xuất giá trị của mình thì cái giá trị đấy nó sẽ càng tăng lên. Hãy nhớ cái đó. So look at what are your features. Thế thì đầu tiên là xem cái sản phẩm của mình ấy, nó sẽ có những cái tính năng, chức năng nào. Logical feature. Những cái tính năng kiểu về mặt logic đấy. Not emotion, logic. Không phải là cảm xúc nhá, logic, tính năng, ví dụ bút thì để viết đấy. Look at the advantages of those features. Tiếp nữa là với những cái tính năng đấy thì nó có những cái lợi thế nào, lợi điểm nào. And look at how customer will benefit. Và xem là với những cái đó thì khách hàng sẽ có được lợi ích gì. Look at both functional and emotional. Và lợi ích ở đây nó sẽ có hai loại, một là lợi ích về mặt tính năng, thứ hai là cái lợi ích về mặt cảm xúc. And then answer this question. Và sau đó chúng ta trả lời câu hỏi này. Why me? Tại sao khách hàng nên chọn tôi? Why should we buy from men? Tại sao mình nên đi mua váy của công ty chị Mến? Now when we are able to get that answer clearly. Khi mà chúng ta trả lời được những câu hỏi này một cách rõ ràng. The value proposition is concrete. Thì lúc đấy cái đề xuất giá trị của mình nó mới đủ mạnh. We may succeed, everything is not going to be working out, but most of it will work out because we have got value proposition. Những cái thứ còn lại ấy, mình làm nó có thể thành công hay không, nhưng mà nếu chúng ta có một cái đề xuất đủ mạnh ấy thì những cái phần còn lại nó sẽ hiệu quả. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Mến, chủ tịch của GBM Group, và tập đoàn của chúng tôi thì chuyên kinh doanh về mảng thời trang. Và thực sự là đối với thầy Alok là một người mà cực kỳ uy tín trong lĩnh vực đào tạo, một người chân thành với tất cả các doanh chủ doanh nghiệp Việt Nam nói chung mà đối với doanh nghiệp tôi nói riêng, thì thực sự tôi rất là quý và ngưỡng mộ cũng như là trân trọng thầy. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Adam Thiên, tôi hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Adam Group. Tập đoàn Adam thì đã hoạt động đêm 12 năm. Kiến thức từ bác Alok thì với một người dày dặn kinh nghiệm là hoạt động ở cái vai trò lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn lớn ở vài chục quốc gia, thì tôi nhận thấy rằng là tôi học hỏi được rất là nhiều ở trong một cái khóa học. Anh nghĩ rằng một trong những cái bài học mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong ngày hôm nay đó là làm sao đó mình dịch chuyển được từ cái tư duy là mình áp đặt mục tiêu một chiều từ trên xuống, thay vì ban lãnh đạo là đưa mục tiêu từ chiều trên xuống và nhân sự phải thực thi, mà họ không hiểu là cái big why, lý do tại sao, cái ý nghĩa trong công việc hay là cái động lực như thế nào. Thì thay vì đó là mình phải xuất phát từ làm sao đó để tạo ra một cái môi trường ở đó các nhân sự có thể là góp phần nào đó để tham gia vào quá trình đạt mục tiêu. Thì khi mà họ được tham gia vào quá trình đạt mục tiêu thì họ sẽ cảm thấy là họ mình là một trong những phần của tổ chức, của công ty. Thì nó góp phần cho việc là họ cam kết hơn, động lực hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu. Thông qua trường doanh nhân HBR và thầy Dũng thì Đạt được biết đến tiến sĩ Alok. Tiến sĩ Alok là một trong những người mà rất hiểu doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù thầy đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm những tập đoàn quốc tế. Và suốt cái hành trình từ 2018 cho đến bây giờ thì tiến sĩ Alok chính là người đưa những kiến thức quốc tế trở về với doanh nghiệp Việt Nam. Đạt tin chắc chắn là không có bất kỳ một người thầy quốc tế nào có thể dẫn dắt được. So as I mentioned, the customer loyalty is getting lesser. Options are becoming more. Customers are becoming more demanding. In other words, if companies slip up in their delivery on anything, the customers may not pardon, unlike previous generation where customers would tolerate more. And in that situation, therefore, we have to now build sales and marketing system in the company, keeping in mind that retaining a customer is going to become even increasingly difficult.